6 công đoạn quan trọng để có được chén trà ngon. Hái trà là một bước rất quan trọng để biết mình cho ra loại trà gì. Kỹ năng sao trà tươi thủ công, phải đảo đều và nhanh tay, không làm cho trà bị cháy. Công đoạn vào trà thủ công, người nghệ nhân cần đều tay. Bắt đầu vào công đoạn sao khô, đây là một công đoạn càng khó. Lửa phải đều và sao phải tơi, không để bị cháy trà. Công đoạn lấy hương, làm cho trà thơm nức mũi. Người nghệ nhân phải là người, chăm chút từng ly từng tí một. Sao xong là đóng gói, hút chân không để đảm bảo hương thơm. Công đoạn đóng hộp, chuyển cho khách. Cũng cần phải hết sức cẩn trọng khi cho vào hộp để đảm bảo cách pha trà ngon rất quan trọng, nhiều người không biết. Người nghệ nhân biểu diễn pha trà. Cái thần thái thật sự tuyệt vời. Để ra được điều kỳ diệu. Hương thơm từ trà. Khi rót trà ra thơm ngát. Em xin mời các bạn thưởng thức và cảm nhận hương vị trà bên em. Trà Tiên Lầu rất hân hạnh được tài trợ chương trình này. Liên hệ 0968600070. Cảm ơn các bạn.